anh gì anh tổng sinh khối các loại trong hệ sinh thái biến đổi Là gì? em ơi. Đang bị Covid kìa, trời đang bị Covid. Tính ra thầy cũng bị nè, thầy với khoa nhỏ cũng bị Covid nhưng mà bị xong rồi nên là cũng khỏe, đỡ lo. Khoa nhỏ chưa xài filter con thỏ. Là sao? Ủa em có xài filter con thỏ bây giờ đâu. Có. Hello mọi người đi. Hello mọi người. Sao tao kêu mày làm với mày cũng làm theo vậy. Tao tên là chó. Sửa đi. Mày sổ đây Mày mày kêu sửa đi. gì quá. Anh ơi sao anh bảo lại cạo đầu thế? À, anh bảo cạo đầu thì anh Cho bảo đẹp thích thôi. thôi. Anh bảo thích thích Phong thích cách thì bởi vì ta. anh bảo đỡ tóc hai má qua, anh bảo chán ấy. Anh bảo kêu anh bảo không thích đỡ tóc hai má nhiều nữa nên là muốn đổi cho nó mới lạ nên là ảnh mới cạo đầu. Hello. 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 Lô Hải Lan kìa. Phát biểu cảm nghĩ về drama cấm. Thôi tụi anh không bàn tới. Lô cấp mạnh. No comment. Mỗi nhà mỗi cảnh em ơi. Chuyện người ta. Chuyện người ta mà sao mình Chuyện mình lo bàn chưa nhiều. xong. Đúng rồi. Hoan hỷ đi mấy đứa ơi. Hello Lê kìa. Hoan hỷ đi. Hello Lui. Tính là lâu lắm luôn rồi ấy. Anh bảo dễ thương ghê. Em ơi cho tin nhắn nhanh quá. Lâu rồi rủ anh Bảo like. Ờ thì khi nào có dịp thì anh sẽ qua và là chung với anh Bảo. Anh Khoa nhỏ cạo đầu cóc bồ. Cạo đầu không? Cạo đi. Không, tao để tóc đã xấu rồi, cạo đầu chắc tới đầu những Thằng cái Khoa mà đường cạo này đầu chắc nhìn nó xấu dữ. không phải người yêu anh. Chứ người yêu ai? Đúng rồi. Tức là anh đâu định like đâu mà Khoa nhỏ bắt anh Hồi like. nào má? Khoa nhỏ kêu là like đi chứ một năm hơn là không like, mất Hồi nào chờ công tự ra luôn. mọi người quên anh. Tự la luôn á. SOS. Tự la luôn á. Anh tự la luôn á, anh không. À cái đó là do là tụi anh đi hóng ấy. Đấy là đợt đó thì cũng mới biết xong mới đi hóng thử câu chuyện như thế nào. Không đi. Ghê quá, em đi đây. Anh cứ la đi, em đi chỗ khác. Anh mới xỏ khuyên đâu, khuyên anh lâu rồi mà, cái này anh xỏ cách đây 2 năm mấy trước khi quen Khoa nhỏ anh đã cả anh đã xỏ rồi mà nhà tụi em không để ý thôi. Vậy thì không thấy đường đâu. Khoa lớn. Yes đúng rồi anh mới làm. À không phải đâu, do anh dùng filter ấy nên nó mới trắng ấy chứ ở ngoài anh cũng không có trắng lắm đâu. Ngoài ra đây Mày nhoi quá. môi mày sưng lên đó Tôi tưởng mày chứ, đẹp. sao biết tao đẹp. Cảm ơn mấy đứa. Lâu rồi không 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 la nên anh bị sượng không biết nói gì hết trơn. Rồi mày hỏi gì đi anh trả Chứ lời hồi cho. trước có nói Hồi trước thì la nhiều nên nói biết nói gì sao mày trả treo của tao quýnh mày bây giờ. Giờ tụi anh xưng mày tao rồi. Mày đây. Mày la không? Không la thì ra kia. Mày nằm mày đè đâu quá. ngủ nha. Mày bị tự mệt. Lên nó nằm rồi. Đọc comment hả? Ok, để anh đọc comment. Niềm tin đu couple. Thôi nói vậy thôi chứ tụi anh cũng hợp đồng không tụi em ơi. Kiểu quen nhau thì là công việc kiếm fan thôi chứ yêu đương gì tầm này. Sau này chia tay giờ Uống để bé Hiếu đi cà phê không? á. Hả? Để bé Hiếu đi cà phê Đâu có quen đâu. uống mình đi bên vô mà. Thì hỏi thử hỏi Du này kia. Giờ như Du có bạn nữa mà. Xuống đây live chung nè. Không. Xuống đây live chung đi.
chỉnh lại cái tóc. Tóc gì này đó, tóc khoa nhỏ được cái kiểu anh thích cái khoa nhỏ nó thẳng lắm mấy đứa, thẳng ghê luôn kìa, sao nó vuốt xuống độc đi kìa. Ôi là trời, bọc đít khoa nhỏ đi. Nó anh có thăm không ạ? Có rất hẳn. Có thăm không hả? Có thăm thăm gì ra đi, ghê quá. Hello Kiss Kiss hả? Mà nhỏ lắm tao hèm nó tức ghê vậy. Khoai nhẫn đôi đi. Nhẫn đôi này mày bày nó khoe hoài rồi còn gì. Không biết khi nào khoai nhỏ mới mua nhẫn khác cho anh hả? Mua mấy cá cha bị khùng á. À anh, tụi anh có đeo nhẫn này đôi nữa nè. Ấy. Chị mua hồn sò. Ây da. Khoai nhỏ cứ tê với cho không biết ok. Nhẫn xinh mà đâu ai nói xấu đâu. Xô nách xô bạn đi qua. Cho mày hửi nha con quỷ. Quỷ quỳ giỏ cái lồ màu đỏ. Sao tóc lớn gì vậy nè trời. Mày đi cà phê em ơi. Con quỳ giỏ đang sốt á. Quỷ à, vậy thôi em ơi. Em ở nhà một tuần giùm anh. Khi nào em hết thì em hãy liên lạc với anh. Cảm ơn em. Thúi quá. Thơm. Tao mới gờ đầu mày thúi xạo dữ. Cái tóc gì mà 5 ngày chưa gội. Yêu. Xạo dữ. Mọi người có muốn hỏi gì không này, mình chuẩn bị đi ăn nè. Hỏi là sao anh xấu quá vậy kìa. Sao like gì mà nhạt nhạt nhắc nhắc này trời. Không có gì vui vẻ luôn. 1k view đá lưỡi nhau ok. Lên được 1k okay, em cùng. 1k đi vào đá lưỡi nè. Lên được nhất luôn. Còn người có muốn hỏi gì không? 1k đi là hôn. Người có muốn tâm sự gì không? Mình kể cho nghe. 8 năm nữa mới được 1k. Thiệt quá kìa, trời ơi, như thiên thần bu. Wow. Em có bột mắt kìa, quay lại. Nào. Anh cười thử. Anh cười thử anh có bột mắt không? Cười hơi hơi. Cười hơi hơi. Hơi hơi hả? Khóc luôn chứ cười gì. Em hơi hơi đã có bột mắt rồi. À, anh coi phim F4 Thái Lan không ạ? Không. Bởi vì tụi anh không thích. Bởi vì Bright Win đã là couple gay á, gì kiểu gọi là gì, đã quen coi couple rồi mà coi F4 nhìn coi nó tức lắm, không coi. Anh quá lớn. Đúng rồi, anh mới làm răng. Cười giả trăng đi anh hả? Cười giả trăng là cười. Bright Win mãi đỉnh, mãi mặn. Đúng rồi, Bright Win nằm mãi mặn. Nên là anh không có coi F4 được. Anh chỉ coi F0 thôi. Bởi vì sao ta? Bởi vì đã theo Bright Win từ lúc phần 1 đến phần 2 cho đến lúc ra phim rạp rồi. Coi tập đặc biệt này kia rồi. Mà kiểu đã in trong máu là cặp đó là couple rồi. Đã thích chảy rồi. Nên là không có coi được mấy phim mà trai thẳng của mấy ảnh được. Coi nó bị sượng ấy, nên là không bao giờ coi. Mình là bot dâm nha cả nhà. Hai nếp không rồi. Cỡ nào cũng dính mà. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Để mọi người một hôm đau quá. Bye bye.